nổi được tiếng còi. Vế thứ nhất, vế thứ hai, nhạc quá hàn đàm, con chim nhạc bay qua cái đầm lạnh. Nhạc quá đi đàm vô lưu ảnh, nhạc đã bay đi rồi mà cái đầm này rộng mênh mông không chứa nổi cái bóng của con chim nhạc nữa. Việc đời cũng vậy thôi. Chồng ta, vợ ta, con ta, cháu ta, cha mẹ ta, tất cả những cái gì quý nhất của ta cũng như bóng con chim nhạc, và cả thân ta cũng vậy. Cho nên ngũ uẩn dai không, quý vị hiểu thì cảm thấy ngũ uẩn dai không, hãy giác ngộ cái đó đi thì không đau khổ nữa. Còn cũng được, mất cũng được, không sợ chết. Người Á Đông không sợ chết, bởi vì chết có hết đâu mà sợ. Bởi vì ta bình tĩnh nhé, trước cái xe cũ kỹ ta phải vứt nó vô nghĩa địa. Cái xe cũ kỹ là cái thân xác của chúng ta, nó rão hết rồi, đầu gối nó mỏi, mắt nó mờ, tai điếc rồi, tóc bạc rồi, đứng còng rồi, đi đứng lon khon rồi, tinh thần bắt đầu mờ mờ mịt mịt rồi, thì giữ nó làm gì? Nhưng mà chúng ta không tự tử, là bởi vì tự tử đâu có hết khổ, cái nghiệp nó còn đeo mình mãi mà. Cho nên sống được còn hơi thở nào, ta tu hơi thở đó để tạo một cái hành trang tráng kiện, tạo một cái hành trang khá trẻ trung, và tạo một cái hành trang khá lành mạnh để ta đi trên con đường muôn kiếp, để đi về với chân lý đẹp vô cùng đó. Thế nên có những lúc mơ màng mà ta thấy trên đường dài ta đi, gian truân có ngại gì, lòng ấp men đạo cả, thơm ngát vị từ bi. Thành ra ta đi một cách vui vẻ chứ ta có chán đời đâu. Đừng ai bảo tôi chán đời đi tu, tôi luôn luôn tươi cười và vui vẻ với tất cả mọi người mà. Ai buồn ai chán chứ tôi có chán đâu. Vì vậy cảm ơn giáo lý của Đức Phật đã cho chúng ta thấy cuộc đời như huyễn. Giống như ta nhìn một đống tuyết thành đá, nếu ta không cẩn thận nó trượt, nó té thì chỉ có chết chứ đừng có nói huyễn nữa, cũng huyễn. Nhưng mà thật sự thì bản thân nó huyễn đấy, chỉ cần nắng lên thôi nó tan đi, nó huyễn đấy. Vế thứ nhất đã giảm rồi, vế thứ hai này, Xá Lợi Tử: sắc bất dị không, sắc chẳng phải không, không bất dị sắc, không chẳng phải sắc. Sắc này quý vị hiểu là vật chất đấy. Sắc tức thị không, sắc ấy là không, không tức thị sắc, không ấy là sắc đó. Và sự cảm nhận, tư tưởng cũng như sự diễn tiến của tâm thức cũng đều như vậy. Tôi dịch nguyên nghĩa ở trên. Khi Bồ Tát Quán Tự Tại nói cái điều này với một người thanh niên, mà người thanh niên ấy tên là Xá Lợi Tử. Này Xá Lợi Tử, sắc chẳng phải không, không chẳng phải sắc, sắc tức thị không, không tức thị sắc. Đó, bốn cái nghĩa đó, xin nghe cho hiểu. Tại sao là sắc bất dị không? Có đó rồi không đó. Cái mớ tuyết cuối cùng mà tôi ví dụ, mớ đá cuối cùng mà tôi ví dụ, nó có thể làm ta trượt què chân, nó có đó. Nhưng mà nếu khi nào mà nó gặp nóng, nó tàn ngay đi, giả dạ thưa nó không đó. Và khi nó không rồi, nó bay thành mây. Và mây rồi á, nó gặp lạnh, nó thành mưa, nó ào ào, nó đổ nước xuống. Không đó, tức thị sắc đó. Quý vị thấy không? Đó là sự vật. Sắc bất dị không, sắc chẳng khác gì không, không bất dị sắc, không chẳng khác gì sắc. Sắc tức thì không, sắc tức là không đó, không tức thì sắc,
không ấy tức là sắc. Thọ tưởng hành thức cũng đều như vậy. Vậy thì tả cái huyễn hóa ấy thế nào? Là nó có đó và nó không đó. Nó không đó mà nó có đó. Không phải là nó có một cái thể chạy tới chạy lui, chạy lui chạy tới, có không không. Không phải, chỉ vì bản chất của nó vô ngã huyễn hóa. Mà vì bản chất huyễn hóa thì nó này thế này mai thế ra, nó không có luôn luôn là còn mãi như vậy. Thêm một lần nữa tôi nói rằng đừng bảo ông ấy tốt, còn tốt đến muôn đời, có khi ông ấy xấu. Mà đừng chê ông ấy xấu là xấu vô cùng, chẳng bao giờ tốt. Có khi hết ngày hôm nay ông ấy trở nên rất tốt ngày mai. Vì vậy cho nên đó, chúng ta không nhất định là kẻ thù của chúng ta là tốt thì là xấu. Vì Đạo Phật quan niệm như vậy, cho nên đó, Đạo Phật đã cố gắng đem cái sức mình ra để chuyển hóa những kẻ thù của nhân loại trở thành những người yêu thương loài người. Vì vậy cho nên những chúng sinh tội nặng nhất như là giết cha, giết mẹ, giết ra là ngũ nghịch trọng tội mà xuống địa ngục rồi, còn có Bồ Tát Địa Tạng xuống đó để cứu độ. Sứ mạng của Đạo Phật là chuyển hóa, chứ không tranh giành với cuộc đời. Tuy rằng có cái ngôi chùa làm thật nghèo, có những ngôi chùa làm thật lớn, đấy là cái tấm lòng sùng đạo của các đạo hữu cư sĩ đó thôi. Chứ chùa lớn thì các thầy cũng tu, mà chùa nhỏ thì các thầy, các cô cũng tu vậy thôi. Bởi vì có qua đời chẳng đem theo một cái chùa. Nhưng qua hình thức cái chùa, các đạo hữu phát tâm cúng dường để tạo một cái phước báo đó để làm hành trang cho mình lúc qua đời. Do vậy, chúng ta đã thấy sắc tức thì không, không tức thì sắc, và sắc bất dị không, không bất dị sắc. Và tất cả nó đều đổi thay như vậy. Cái có với cái không là một. Tôi có cầm cái dùi chuông không? Có. Mọi người đều xác định tôi có. Bỏ cái dùi xuống, tôi đưa tay lên. Tôi có cầm cái dùi xuống không? Không. Nhưng mà trong cái không này có cái có. Có một cái gì để cho quý vị thấy rằng nó không có cái dùi chuông để các vị bảo rằng tôi không cầm dùi chuông. Thành ra trong cái mà quý vị nói không thì nó có. Mà trong cái có này quý vị xác định là có, nó có cái không. Cho nên sắc tức thì không, không tức thì sắc. Phải không? Nếu mà bảo tôi có cầm dùi chuông không, tất cả các đạo hữu ở phía sau đều nói không. Tức là các đạo hữu có nhìn thấy nó có cái có gì ở đây mới biết rằng đó là nó không. Vậy cái có là cái có của cái không, mà cái không mới là cái không của cái có. Quý vị thấy chưa? Vì vậy cho nên là Đạo Phật đã vượt lên trên hẳn cái tích cực và tiêu cực, vượt lên trên hẳn cái gọi là positive và negative. Cái positive và negative của chúng ta chỉ là cái khái niệm của chúng ta thôi, và khái niệm luôn luôn thay đổi. Bản chất của cái dùi chuông chẳng có chẳng không. Quý vị hiểu chưa? Đã, quý vị đã catching một, xin lỗi, đã bắt nắm bắt được một ít ý nghĩa nào đó. Bởi vì cái vô phân biệt trí mà bây giờ tôi cứ nhất định khùng điên, tôi đem cái phân biệt trí của quý vị và chúng tôi ra để giải cái vô phân biệt trí thì quá ư là khùng. Nhưng mà không giải thì cũng không biết cách nào mà hiểu. Thà rằng mượn con mèo để mà giải thích cho nhau hiểu thế này là con cọp, còn hơn là mình đến ôm cọp để mà giảng thì nó cọp nó cắn mình mất. Bởi vì mình chưa biết được rõ ràng, mình chỉ biết được chú mèo thôi. Nhưng mà nhiều khi mình lại lầm mèo lầm cọp thì lại khổ nữa. Chúng ta cần đạo để tu, mà ôm đạo để chống nhau thì chẳng khác gì đạo trở thành thanh hương giết người. Do vậy đạo chỉ là phương tiện, chỉ là ngón tay, chỉ mặt trăng. Tôn giáo cũng vậy, là phương tiện ngón tay chỉ mặt trăng, chứ không bao giờ nó là cái ngón tay mà là mặt trăng. Nếu ta cố lầm cái ngón tay là mặt trăng, khư khư bảo vệ đạo đến nỗi giết người vì đạo, thì cái chuyện đó chúng ta sẽ mất cả ngón tay và mất luôn cả mặt trăng. Vì ta nhìn thấy mặt ngón tay ta kêu này là mặt trăng, mà vì ta kêu nó là mặt trăng thì ta chẳng biết cái ngón tay là cái gì, cho nên mất cả hai. Do đó chúng ta đã biết sắc tức thì không, không tức thì sắc, mà sắc bất dị không, mà không bất dị sắc.
sự cảm nhận, sự tư tưởng và những diễn tiến của tâm thức cũng đều như vậy, diệt phục như thị. Đó là đoạn 2 chúng tôi dạy. Này Xá Lợi Tử, Xá Lợi Tử, thị chư pháp công tướng, cái điều vừa nói trên ấy vẫn ví như là hư không, như cái tướng của hư không. Cái tướng của hư không nó không sinh, bất sinh, bất diệt, nó không diệt, bất cấu, nó không sạch, bất tịnh, nó không nó không dơ, bất cấu, nó không dơ, bất tịnh, nó không sạch, bất tăng, nó chẳng thêm, bất giảm, nó chẳng bớt. Thì có không trung vô sắc, ngay cả vì thế cho nên coi kỹ mà coi, không trung không có hình sắc, space, không trung không có hình sắc, không có cảm nhận, không có tư tưởng, không có diễn tiến của tâm thức và không có thức. Thậm chí đến cái không có mắt, không có mũi, không có tai, không có mũi, không có lưỡi, không có thân, không có ý. Rồi lại đến bên ngoài nó không có sắc, không có thanh, không có hương, không có vị, không có xúc, không có pháp. Vô nhãn giới không có cái lối nhìn của con mắt. Lại chi vô ý thức giới cũng không có cái lối suy tư của ý thức. Vô vô minh, diệt vô vô minh tận, chẳng có vô minh mà cũng chẳng có sự chấm dứt vô minh. Cho đến nại trí, vô lão tử không có già và chết, diệt vô lão tử tận cũng chẳng có sự chấm dứt già chết nữa. Vô khổ tập, diệt đạo, tức là không có tứ diệu đế, không có sự đau khổ, chẳng có nguyên nhân của sự đau khổ, chẳng có niết bàn và chẳng có con đường đến niết bàn. Vô trí diệt vô đắc, không có trí, tức là cái vô phân biệt trí, mà cũng có chẳng có cái quả vị để tu chứng ở đây nữa. Chấm ở đó, tương đương bị giảm. Vô trí diệt vô đắc, cái gì cũng vô hết, tại vì đã chứng được trí bát nhã, mà trí bát nhã ấy đã hòa đồng trở tự mình, thấm vào trong mình, và mình là bản thể là mình, toàn giác của vũ trụ rồi, thì làm gì có một cái trí đứng ngoài cái bản thể toàn giác đó để mà nhận cái bản thể toàn giác là cái chỗ mình sắp chứng. Cho nên vô trí diệt vô đắc, không có từ cái phân biệt trí mà tiến lên đến cái mức vô phân biệt trí, khó thiên hình vạn trạng, mấy vạn a tăng kỳ kiếp mới thành được. Nhưng mà từ vô phân biệt trí lúc đầu vào trong duy thức học đến đoạn chót, đến chót đó, tức là cứu cánh vị, khi thể nhập vào, và khi thể nhập vào thành được chánh quả, tức là thể nhập vào bản thể toàn giác của vũ trụ đó, thì nó trở thành một. Cho nên tất cả những cái này chẳng còn, năm thức trước không còn, cho nên nhãn thức cũng chẳng còn, và cái lối nhìn, cái view, cái quan điểm, và cả một cái hệ thống nhìn của con mắt, cả hệ thống nhìn của nếm của cái lưỡi, cả hệ thống ngửi của cái mũi, và những cái thần thức của mũi, tất cả đều không, 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 không. Cho đến cuối cùng là cao nhất là vô trí diệt vô đắc. Cái trí vô phân biệt trí đó có đó, nhưng mà đến lúc mà cái trí ấy thành Phật, pháp thân Phật, tức là thể nhập của bản thể chung cùng của vũ trụ, thì cũng không. Tôi đi ngủ, tôi đi ngủ, tôi đi ngủ, tôi sắp ngủ, tôi sắp ngủ, tôi sắp ngủ, tức là tôi chưa ngủ. Khi nào cái tôi nhập vào sự ngủ thì tôi đã ngủ rồi, cho nên chẳng có cái ngủ để tôi đạt được nữa. Cho nên vô trí diệt vô đắc, chẳng có tôi mà chẳng có cái ngủ để tôi đạt được nữa. Đây là tôi ví dụ theo mê, vì chúng ta toàn là chúng sinh mê cả, thành ví dụ theo mê thì là dễ hiểu. Bây giờ ngược lại là cái trí vô động trí, hay là bát nhã trí, hay vô phân biệt trí đó, đã cùng với bản thể toàn giác của vũ trụ làm